Cô nó mở 9 giờ phải không anh? Trời mưa người ta họ cũng đi đi chứ bộ. Chứ đâu có phải vì mưa người ta không đi đâu. Hả? À, hả? Mưa người ta cũng đi bình thường. Ngồi ở đây ngồi xa hơi không mà. Sợ gì chứ? Chờ nó anh. Chừ nãy Túc với kia nó không lên không đi nữa, nó còn chờ gì nữa. Nó đang suy nghĩ để coi thử nó đi hướng nào mà. Nó không biết rẽ ở đâu hết trơn á. Trời không kìa. Chứ không biết một đồ màu xanh lá chuối cay để hả? Người ta đi xe người ta dùng chừng. Ta thấy. À hả? Trời mưa lớn luôn á má. Ok đi. Bạc trơm. Lá vô không lá? À, ông có cái mũ ông rồi. Cậu nhậu không? Có, hai đứa con đi ra không đóng cửa luôn, không lao không được. Ủa vậy? À hả? Ok. Anh đẩy xe đi anh. Má bập rồi không đưa con bập xuống cho. Tại cái dù ngắn nó bỏ trong xe nó dễ hơn. Ok cả nhà, bữa nay gia đình của mình đó đi Costco cả nhà. Trời mưa quá trời mưa, đông mưa lớn luôn. Thì còn mấy ngày nữa là tới phút mịch rồi đó. Mình đi Costco mua ít đồ để chuẩn bị đãi bạn bè tới nhà để ăn phút mịch. Giờ mời tất cả mọi người cùng đi chợ Costco với gia đình của mình nha. Wow, cái tivi nó bự chưa? Mọi người đây là những cái mẫu quà đó người ta bán cho mình đó để mình làm quà tặng cuối năm á, khuất mịch hay là tết tay gì đó. Mình muốn tặng quà cho gia đình thì bạn bè gì đó thì mình có thể mua những cái mẫu quà này về tặng cho người ta. Trụ nữa nè, mọi người thấy không? Wow, cái phone đẹp chưa. Bên này thì bán đồ dưỡng da. Wow, bắn bông nhiều chưa? Ui, một chậu bông 34 đồng. Wow, đẹp chứ. Đẹp chưa cả nhà? Coi cái loa hả? Loa của... Hả? 600 luôn hả? Cái hộp nó là cái hộp gì vậy? Hộp có loa không á hả? Trời ơi, mắc quá hả? Hà 639 thuế xong 665 rưỡi. Trời, có tivi bự chưa? Nó mắc kiến gì mà má đưa xe ra con đẩy cho. Ờ, má đi tiểu đi. Nó 700 hả anh?
Cái này đồ điện tử đó mọi người. Người ta bán loa, bán tivi, bán đầy đủ luôn. Do trời mưa đó, cái sàn nó ướt, người ta đi vô cái sàn nó ướt đó. Trên đây thì người ta họ xài cái máy này để làm cho cái sàn nó sạch với cho nó khô cả nhà. Không biết anh chồng mình cũng đi đâu rồi đó. Thôi mình đi một mình đi vòng vòng này mình coi đồ đi. Trời, cái này người ta bán mấy cái GoPro mọi người để quay phim đó. GoPro 11 289. Bên kia nó bán mấy cái máy bay không người lái á, cái flycam á. Bây giờ mình sẽ mau lên tới hàng thịt đó. Anh em đây hàng thịt nha. Để mình mua thịt đó, mình sợ người ta mua hết á, tại vì người ta bán nhanh lắm á. Mình mau mình chạy lên hàng thịt mới được. Đây là cái hàng thịt đó cả nhà. Cua. Cái này cua người ta hấp sẵn. Đây là những cua lobster, cua hoàng đế. Ồ, cái này sườn bò này, mình muốn mua sườn bò này nè. 300, 200, 200. Sườn bò quá trời luôn. Cái này 340. Trời ơi, cái miếng này bự đãi chưa. Cái này 340 miếng này luôn. 257, 260 máy. Cái này 224, 290 máy. Mình mua cái miếng 290 máy là được nè. Ây dạ, mình mua miếng này đi. Trời ơi, đây thịt bò đó cả nhà. Mình mua về mình đãi khách ha. Miếng 200 máy, 200 máy không. Cái này của hiệu của cô. Mấy trăm đồng một miếng luôn, mắc muốn chết đi. Cái này mua về làm tách thôi. Còn cái này thì mình mua về mình nướng á. Cái này cũng tách được, cái này biết ai cũng được á. Cái này xoắn làm, biết xoắn biết làm nè. Hả? Khi xoắn á. Biết ai? Khi xoắn biết làm mấy cái này ngon nè, bảo nó là bự nướng á. Ờ mà cái này mấy cái này khi xoắn biết làm, khi xoắn làm ngon. Cái này cũng ngon nữa, mua thêm miếng này. Còn cái này là đuôi bò đó cả nhà. Cái này là đuôi bò. Mình mua một bịch đuôi bò nữa. Bên này là cá, cá bớp, cá hồi. Thịt bên này mới nè, mà nó bán miếng bự bự không à. Cái này là tôm với bạch tuộc. Trời ơi, con bạch tuộc bự chưa. Trời ơi, một con bạch tuộc bự luôn cả nhà. Có con lobster nữa. 80 đồng. Trời ơi, 80 đồng mà 2, 4, 6, 8, 10. 80 đồng 12 con. Bên này thì người ta bán ướp sẵn đó cả nhà, để về mình bỏ vô lò mình nướng thôi đó. Có cái hình đó mọi người thấy không? Nhưng mà không có sale nha. Gần lễ nhưng mà không, thịt thà không có cái gì sale hết trơn á. Bên này là tôm. Cái này sườn sườn cù. Sườn cù. Mình mua hai cái sườn cù. Xã mình không đẩy xe. Má mua cái sườn mà bự tí nha. Tại chia ra cho nhà má với nhà con á. Cái này sườn heo nướng chín rồi. Thịt
heo Costco ăn cũng ngon, mình cũng thích ăn thịt heo ở Costco nữa. Mà sao bữa nay người ta để ít quá vậy? Cái này thịt heo. Bữa nay người ta để ít quá ha. Không có nhiều. Hem à? Ờ, hem chứ. Hem á, thịt nguội đó. Bên này thì gà. Trời ơi, gà quá trời gà luôn. Gà nhiều chưa? Trời ơi, gà hơi bị nhiều luôn. Người ta ít mua thịt gà hơn là thịt bò với thịt heo. Thịt bò người ta mua nhiều nhất. Cái này thịt gì vậy? Bên này là hàng bánh và hàng cay cay. Ông xã mình mới vừa lấy hộp bịch bơ để mình coi thì có trái cây gì ngon không mua. Để lại lấy bịch tỏi. Bưởi, má lấy chuối rồi bỏ đây nè. Có chuối không? Không, ở nhà con có chuối. Má bưởi đó ngọt không á? Hôm qua đi không biết nữa. Má lấy tỏi chưa? Tỏi nhà không có rồi, có mua rồi. Hà. Vậy má lấy cho con đi. Má nhà mua rau mua hồi nào? Má có xay cho con đúng không? Chưa xay. Ồ, chưa xay là còn ở nhà. Con khỏi mua đó thôi, con khỏi lấy tỏi. Nho xanh, nho tím. Blueberry thì sao? Trong này lạnh lắm. Trong này hàng rau. Rau trong này lạnh lắm. Ồ, rau nhiều chứ. Còn lạnh muốn chết thôi. Bánh xanh cam nhiều chưa? Quá rẻ luôn rồi, cái này để nó nhưng mà bằng anh mua có 4 cái rồi. Nó hết học rồi, nó không nghĩ rồi. Trời ơi. Ăn nhiều người chứ. Cái này ăn nhiều người chứ. Một cái 14 đồng rẻ chưa? Bánh lăng á má. Mua để dành tới ngày thứ bảy được không ta? Chỗ này chỗ người ta họ quay gà với là quay sườn heo ấy. Cái này là gà quay cả nhà. Trời ngon chưa? Ngon quá cả nhà ha. Trứng trong này nè. Em vô lấy trứng nha. Nhà mình thấy ăn trứng gà màu đỏ đây nè. Cho nên mình sẽ lấy một hộp trứng gà màu đỏ này. Trong này trứng vịt, trứng gà, trứng cút, trứng nhiều cũng có hết. Mang cả sữa trong này nữa mọi người thấy không? Sữa trong nít uống đó. Bên này thì ủa vậy hả? Mà má kìa, bà thấy người ta bịch mấy nhiều quá bịch luôn. Bên này thì hàng nước, tả, sữa rồi khăn ướt, khăn giấy rồi xài cả nhà. Này nước giặt má ha. Nước giặt ghim này xài cũng ngon nè. À hả? Thai cũng được nữa. Nhà mình sẽ mua 2 lốc nước về uống ha. Em dịnh xe cho. Mua 2 thùng. Nhà mình lúc nào cũng mua 2 thùng hết mà. Lấy một ề đó với một ề này là 2 ề. Má cần không? Không, giấy mất còn. Cái
nó nhẹ, giá nó nhẹ để lên trên cũng được quá nè. Anh cho em sửa qua xí cho cái bài nó đi. Con thích xài cái này á. Ở anh trên luôn là giá nhẹ mà. Hàng này là hàng tả dành cho em bé. Hàng này hàng tả dành cho em bé. Mới là hàng thức ăn cho chó mèo. Bữa nay nó không ít sale, nó không, không thấy đâu có sale gì đâu má. Ừ, nó không, hầu như em hả, như con thấy nó không có sale gì luôn. Ừ, nhà mình có một cái nha mấy. Ờ, đợi 27 tay má mua giùm cho. Con không có ở nhà, má có vậy. Con có một cây bỏ dưới xe mà con muốn một cây bỏ trên nhà nữa. Máy mà hút chân không á má kìa. Hút gì? Hút chân không á, mình bỏ con cái vô trong cái bịch á. Cứ mình bỏ vô cái máy cho nó hút hết cái hơi ở trỏng ra đó. Mà mới để cá được lau nữa. Tại vì hy lát con ổng hay đi câu á. Có cá con ưa để dành vậy á, con kêu ổng mua cái thịt bò đó kìa. Má ở trong này nó không bán bao tay để rửa chén hả? Có chứ. Bao tay rửa chén ở đây á? Ờ. Nó có không? Ờ, không, không. Nó làm gì có đâu, có đâu. Nó mua kia đó. Cái nào? Đó. Cái này hả? Ừ. Nhiều quá, không có chỗ để. Mua cái bự bự tới đi ăn gỏi cúng rồi rồi cúng cúng cho nó dễ. Cái này hả anh? Ừ. Cái này mấy tiền vậy? 20 hả? Trời ơi, 20 nguyên trọng này đi dành xài đã luôn anh. À lá đi. Xài cái mình để dành lên. Nhiều khi mình ăn gỏi cúng gỏi đồ á, ăn gì cũng cúng á, là cái này nó dĩa nó bự nó to nè. Cái loại này nó cứng như này. À hả? Ừ, người ta thường thường ăn là nó ăn mấy cái này. Ý là nhà con hay ăn cúng cúng không á? Có bạn tới chơi con cũng hay làm cái gỏi cuốn á, để giống như mình cuốn bánh tráng á, con thích ăn rau không đồ, mới làm mấy người bạn của con họ cũng thích ăn rau nữa. Nên lúc nào cũng làm cái gì mà cuốn á, ăn nó ngon. Mà Hy Lá thì không thích ăn đồ cuốn. Hàng này là hàng nước sữa. Nó uống sữa kia không à? Bác sĩ này nó thích uống nước này lắm nè. Cái này pháo á, cho người ta đốt pháo á. Còn cái này là nước apple juice. Để con hỏi chồng con, ổng có muốn mua trời bánh kẹo quá trời, nhưng mà nó không có sale. Trời, nó bán ở đây, nó bán cái, nó bán mấy ông địa thằng tài nó đẹp dễ thương chưa. Một hộp dạy là 4 ong nè, 5 ong à, 39 đồng, mà tính là 40 á. Ui đẹp ha. Rồi nó có bán cái này nữa. Cái này mình trưng cho Tết đó mọi người. Rồi bánh kẹo quá trời luôn. Bên này bán hạt dẻ, các loại hạt. Anh có cái gì vậy? À, cái máy hút ở đó hả? Em mua 39 đồng mà em lấy được 50 đồng. Gift card. Đó là cái gì vậy? Người mua gift card đó, em chúc mừng em rồi đó, mình mua. Hiểu không? Em mua cái hộp kẹo đó cũng kẹo xí hả? 39 đồng mấy rồi. Ừ. Tính thế là cũng 30 mấy đồng rồi. Ừ. Cái này em mua 39 đồng mà em được 2 tấm 25 đồng là 50 đồng, em lời được 12 đồng. Hiểu không? Hiểu.
Ờ cái máy này anh nè, mua cái máy này bao nhiêu tiền vậy? 100 đồng luôn hả? Ồ, khỏe, cái máy này cũng mắc quá hả? Không vậy đâu, không biết nè. 100 đồng luôn. Ờ, mua cái máy này đi. Mua cái máy này được đó. Để dành mình hút chân không á. Anh vừa đứng coi vừa coi xe luôn nha. Anh đi vòng vòng qua đây, cái hôm qua lại liền. Nè, người ta bán dao với nĩa nè. Mấy con dao nó không biết nó bén không anh hả? Chắc nó không bén đâu. Chảo. Cái này là người ta bán mấy cái chảo, mấy cái nồi để nó nguyên bộ bộ luôn cả nhà. Mà mình thích cái bộ này nè. Trời, cái hiện này xài cũng ngon nữa. 100 máy 200 đồng bộ luôn. Cái này là các bạn chạy đến trăng để gắn vô cái máy đến trăng giống nhà mình đang xài đó. Có hai loại luôn. Kéo. Cái này giấy cho mình gói quà cả nhà. Trời ơi, mấy con thú 28 đồng bự chưa? Trời, 28 đồng một con bự chưa? Con này dễ thương nè. Sukiu. 28 đồng. Bên này 24 đồng con nhỏ hơn. 24 đồng con nhỏ hơn. Trời ơi, Vy thích mấy con thú này lắm. Bên này người ta bán sách đó cả nhà. Trời ơi, sách nhiều chưa? Sách mắc lắm. Sách tình cho mấy đứa con nít. Bên này hàng quần áo. Hàng quần áo đủ cỡ hết. Cái này đồ khoảng... Trời ơi, khoảng Sydney mùa hè nè, mùa đông nè. Oh, so cute. Bên này Barbatrol. Barbatrol cũng đẹp vậy. 15 đồng bộ hả? Đẹp chứ? Đồ vết trai. Đồ của thằng Boy á mọi người. Thằng Boy nhà mình á. 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi. Wow, đồ đẹp á. 14 đồng 99, 15 đồng bộ. Đẹp á. Quần áo quá trời luôn nhưng mà nó không có sale. Ít sale. Mình đi trúng ngày nên nó ít sale, nó không có sale nhiều đồ. Đồ chơi. Anh có mua cái máy đó không? Mua rồi đó hả? Em ra thử coi. Mà cái này xài điện thoại được phải không? Ờ. Thử đi. Ờ, bấm được, xài được. Anh có mua cho anh không? Nè, kéo ra. Không có rồi. Màu đen hay màu xám? Thôi màu đen đi. Màu đen được rồi. Cái màu xám. Thôi màu đen thôi. Máy đâu vậy? Không để giá hả? Dài quá trời nữa nè. Mũ len. Xã mình không coi gì hết trời. Không biết không coi gì, em chạy đi coi rồi. Nè, ốc miêu.
ở nhà con toàn má. Hôm bữa con đi con mới mua, nhưng mà con mua cái này nè, con mua cái thùng này luôn cho nó rẻ nè má, cái thùng siêu dồ này nè. Đó đó đó, má lấy giùm con đi. Đúng rồi đó đó. Ờ hả? Đúng rồi. À, hai cái à, nhưng mà tụi nhỏ nó không ăn cái loại ở mình. Ở nó ăn này không? Dạ, nó muốn ăn cái đó đó má. Lá nguyên thùng mới luôn đi. Tụi con nó đổ cái đó đi. Ok, đưa em thử. Thanh Nhi apple sauce cho Sydney ở nhà. Coi có cái mì nào ngon ngon không mua. Mua thùng mì và ăn cái nào đó, chicken nè. Chicken đi. Lá thùng chicken. Ok. Mình lấy một thùng chicken. Nó thùng chicken đi về ăn. Con mình ăn cái này. Mì này cũng ngon. Udon. Nui. Nước súp gà. Cái này nước súp gà. Hem. Lạp xưởng, xúc xích. Anh em lấy thùng mì này nè. Ở nhà hết rồi. Hả? Gì? Tải đi. Nặng lắm á. Mua dầu ăn. Không mua cũng cái này con, tại con hay uống cái lọ của Costco đó. Cái lọ vàng vàng của Costco đó mà thôi, cái này cũng tốt mà. Kệ uống đại. Nó ở đây con lấy canh vào đó. À, cái hiệu vàng là của Costco á má. Lấy chai dạo này về ăn dầu bơ. Hả? Cái này organic. Này olive organic. Mai. Hai chai 7 đồng. Hai chai 7 đồng à. Trời ơi sao mất mua vậy, dành nó ăn cũng ngon vậy. Nhưng mà cái hiệu này nó chưa có ăn. À. Mua về ăn thử. Ăn thử má nè. Không biết à, con trai má trai ăn thử. Thứ mắm phú quốc. Trời, mua bịch chip bự, lâu lâu mua bịch chip bự nữa về ăn không anh? Anh? Lâu lâu mua bịch chip bự về ăn không? Để lên cái chỗ mà để lên cái chỗ mà để siêu quỳ á. Hôm qua mới nghe sao đồ chơi không sách dày này nhà nó không có luôn. Xí nỉ á. Mua bự bên đây lên. Không có room bỏ. Thì không có chỗ để thiệt mà bà bạn của ông chồng con nè. Mua làm chi? Nó đâu phải tụi con mua rồi bạn cho. Bớt đây bạn cho. Xí nỉ hỏi nó nói gì. Bạn cho đó mà về thiệt tình là không có vô để thiệt chứ không phải là trời. Anh cái này nó bán nguyên chai nhỏ nè. Chip á, má hơi mua cho tụi nhỏ ăn đó. Có lon không, bán bằng lon nhỏ đó. Xíu quỳ ở nhà còn khỏi mua xíu quỳ đâu. Muốn chân bông lắm mà xin lỗi nhà mà mình đi thấy chỗ chân bông rồi. Không có. Thấy chỗ chân bông, có chỗ chân bông. Thì cho anh đỡ tốn tiền chứ có gì đâu. Nè bỏ vịt chiếc vô nè. Thì đó cũng tốt nữa. Đằng nào con đi có cùa con cũng mua hai hộp này cho tụi nhỏ hết trơn. Thì nó ăn ghê lắm.
mấy giờ không nào ít đường. Nhà mình không còn hột gạo nữa chứ. Ok em đẩy cho, anh muốn đi lái đồ chưa lái đi. Má đưa ra con đẩy cho, hay là má đẩy. Má... mà cho con mình mua cái này cho hai đứa con mình, cái hộp nhà nó ăn hết rồi. Anh ấy mua cái này cho con mình có hộp này ở nhà hết rồi. Cái này omega 3. Con mình nó lại thích ăn cái này hơn. Cái hiệu này cũng tốt chuộng á ha. Hiệu này cũng tốt nè. Cái này cái gì? Uống để giống như kiểu đủ thứ heo hết. À hả. Muốn cái này. Cái này uống cũng tốt. Dễ uống cái viên nhỏ nhỏ, dễ uống viên to quá, nó khó uống cái này viên nhỏ nhỏ nè. Cái này viên nó là to, uống là phải bẻ hai ra. Tại nó to á. Cái này collagen. Trời, cái này collagen biotin, cái này giúp cho giống như là giúp cho mọc tóc một đồ đó. Khiến cho da với tóc á. Collagen biotin nè, này nè. Mười một, mười lăm mà. 29, 30 đồng mà. Ồ, nó 30 đồng. Còn này 15 đồng. Má bình thường là con ở nhà con hay uống cái này nè. Nhưng mà má mua cái kia là uống cái kia cũng được. Cái này thuốc ho của mấy đứa nít á. À cái đo nhiệt độ anh kìa. Nó đủ thứ hết trơn. Cái đó là gì vậy má? Ồ, thuốc cảm là chồng con hay mua cái loại nào hà? Hình như ở Warring có bán nhiều lắm á. Uống rồi đó cũng được hả? Ủa không, má mua tại má đi chơi Úc không, má làm sao hả? Đem đâu uống đâu hả? Chồng con không mua cái loại gì mà ở Warring á, uống cũng ngon lắm nha. Biết rồi, cái gì Tetra Blue á. À hả? Ở đây nó có bán 47 đồng. Trời ơi, mắc lắm. Nó xe ở 47 đồng kìa. Má mua, anh mua cái này về xài thử hả? Ờ, ở nhà sao mà đo nó không có đúng gì hết trơn á. Cái này đang sale hả anh? Sale đó 15 đồng. Ồ, nó mua về xài thử coi. Cái này gần tới 20. Mà cái cây nó xài ngon à. Cái cây mà mình đem từ bên Việt Nam về lại á nữa. Nhớ không? Mình anh mua về Việt Nam cho em, có mình đem từ Việt Nam qua lại á. Đó, cây nó xài ngon. Trời, ta nói thuốc là thôi á, quá trời thuốc luôn. Mà đợt này người ta mua ít nè. Tại vì mọi người á, mua đồ gửi về Việt Nam hết rồi đó. Hôm nay gần Tết rồi người ta không có gửi nữa. Cho nên họ ít mua. Kỳ đó mình cũng mua quá trời gửi về Việt Nam luôn. Dầu gội, sữa tắm đồ các kiểu.
Ok cả nhà, video của mình tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem ủng hộ kênh YouTube của mình. Mình chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an, dồi dào và thật khỏe mạnh bên gia đình thân yêu của mình nha. Và chúc cho tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh an lành ấm áp bên gia đình thân yêu của mình. Và mình cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem ủng hộ kênh YouTube của mình. Bây giờ thì mình hẹn gặp lại mọi người ở những phần video kế tiếp của mình ha. Bây giờ mình xin nói lời bye bye và hẹn gặp lại mọi người sau. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.